Rủ giờ con tổ chức chiếc xe đi Đà Lạt hay đi du lịch đâu đi, rủ nhau YouTube luôn, nằm mười mấy kênh 20 kênh gì đó, đủ một chiếc xe. Mỗi ngày đi khu du lịch là mình làm một cái clip vui, rồi tối mình ngủ nghỉ nhau cũng làm một clip vui. Hay cho mình tắm ở chuồng nè, hồi xưa tắm ở chuồng ở tắm mưa, giờ mình ngủ khách sạn ở chuồng ngủ bằng quần. Quần đâu bạn, áo đâu bạn, lạnh mà. Thầy đi du lịch xứ đó lạnh lắm, không bận đồ vẫn vẫn teo. Ở đâu thầy? Ở Đà Lạt hay là Sapa gì đó. Thầy đi Đà Lạt lần nào chưa? Đi rồi. Sư thầy đi khất thực đó là sao thầy? Gì? Sư thầy đi khất thực hay là thầy đi đâu nó? Đi du lịch. Đi từ thiện. 63 tỉnh thành, tỉnh nào thầy cũng đi phát quà với Mặt trận Tổ quốc, với Chữ thập đỏ Trung ương, với nói chung có các cái ban từ thiện á, họ lập ra cái câu lạc bộ từ thiện, cái họ mời thầy đi thầy cũng đóng 500 triệu, hoặc thầy đóng góp cái gì đó. Thầy lên đó thầy có ăn chay hay là ăn gì? Thầy vẫn ăn thịt cá bình thường. Thầy vẫn ăn mặn bình thường. Trên Đà Lạt thì có món gì ngon thầy? Đà Lạt hồi đó thầy lên thầy ăn món gì? Thì có rau cải lạnh, rồi cái cảo gì nè, cải gì ngon mỏng mà nó nhuyễn, ăn với gì kêu bằng cà, nó lắm như là làm lết xếp gì á, kêu bằng gì á, cà cái nó lắc lên cái cải đó, nó ăn xong là ngon lắm, nó làm cái kêu bằng xích cà gì đó, xích rau cải gì đó, nó lắc lên cái chấm nó ăn nó vừa, kêu bằng hình như nó là mắm niêm nè, với cái lá gì nè, với cà chua nè, với trứng gà đó, nó làm nước sết cải mỏng nhất của nó đó, cái loại cải của ngoài Đà Lạt á, ăn nó rất là ngon. Thầy có đi ăn lẩu bò không? Có, thầy ăn rượu dê nữa, ăn lẩu bò nữa, rồi thầy đi vô dân tộc thầy ăn thịt trâu nữa. Ở đạo Phật cấm ăn thịt trâu mà thầy ăn thịt trâu quá trời luôn, vô nó ngon, nó làm thơm sợ luôn. Rồi thịt trâu á nó treo vô bếp á, lấy rồi nó trời ơi, hoặc cắm con khỉ khô cắm gì ăn cái về cho thịt trâu mình ăn thử coi, ngon thấy ớn luôn, khôm thịt trâu ngon lắm á. Thịt trâu kho cũng ngon mà kho chiên cũng ngon, làm nhiều món lắm. Nó tóm gọn người dân tộc á họ thích, nó tóm gọn con trâu, gia đình họ con trâu á, họ có người họ bán nửa con để dành nửa con, không mấy là chia ra nhiều nhà rồi ta chừa lận để ngay chỗ cái đầu bếp á, ta phao khô hoặc treo vậy đó, nó khô nó không hư. Ủa thầy ăn nhiều không thầy? Nhiều, trâu bò thì ăn dữ, đồ khứ trâu bò ăn hết ít mà ăn nhiều trâu ăn nhiều bò. Hồi đó thầy bò. Hồi đó thầy có biết thịt trâu mà thầy ăn thầy biết ăn rồi mới biết là biết ăn đã biết thịt trâu, người ta làm thịt trâu, người ta thầy đã dự cái lễ đâm trâu chọi trâu và kêu bằng cái lễ mà giết trâu á, thầy đến chứng kiến luôn. Họ giết xong cái họ là phong tục tập quán của người ta kêu cái hội đâm trâu và cái hội là phong tục ăn mừng cái lễ tết của tết bằng trâu. Thì nó được ăn... Phật là tâm định đục cấm ăn trâu chó mèo mà thầy giờ ăn thầy mà thầy ăn hết. Trâu thì cũng ăn, thịt bò thì cũng ăn, thịt chó thì cũng ăn, thịt mèo thì cũng ăn, trâu chó mèo gì thì ăn hết. Thầy ăn vậy thấy có nhiều khi thấy có bổ sướng ngon, lương tâm căng rứt gì không? Không, đồ ăn mà căng rứt ngon gần chết, muốn kiếm ăn nữa mà căng rứt. Tại tụi con cưng chó, tụi con ăn chó không có thấy hương, người cưng bò thấy ta ăn thịt bò hương, người à khết ra không cưng, người ngủ với heo chơi heo khấy heo giết hậu tiết. Mấy đó đáng lỡ người phải hoàn tục rồi mới ăn đó thầy. Chứ hồi nào giờ thầy có tục không tục hay là thầy có người tu người gì đâu, thầy sống bình thường mà thế giới có ai công nhận thầy là thầy đâu, người ta ăn gì ta ăn. Dạ nếu là... chùa ta tụi bay có nói không phải chùa không à, nè, tao có phải chùa đâu mà tao cũng phải thầy chùa đâu mà tao không ăn. Ủa thầy không phải luôn à? Ai biết hay tụi bay kêu đúng rồi, kêu tụi bay cứ hồi nào giờ bay đưa nay nói ổng như thầy giáo, kêu tao như thầy giáo chứ đâu tụi bay kêu tao như thầy chùa đâu. Mà nếu mày thầy chùa tại sao mày quỳ lại tao? Tôi lại thầy ngồi dưới đất quỳ lại thầy, thầy ăn bỏ một con ba loại thịt đó đi. Ôi mày lại tao thì tao không ăn. Ôi vậy
Vậy là thầy hoàn tục rồi thầy. Đó giờ có tục hay có hoàn tục gì? Tao chưa có hoàn tục và chưa có gì mà hoàn tục hay không hoàn tục. Nào giờ tao tục vẫn tục, tiểu vẫn tiểu, tục tiểu là nó tục tiểu. Chưa tới giờ tao có làm gì đâu mà hoàn tục hay không hoàn tục. Ừ vậy là mà tao có cứ vợ đâu mà hô sức giá hay là ở giá. Tao đâu có sức giá mà tao đâu có lấy vợ đâu mà. Rồi tao cũng chưa có cà quên tao cạo đầu cho mát mà bằng đồ tu này người đời cũng bằng được à. Ủa xưa giờ tao bây giờ tưởng tao là thôi. Gì tưởng đâu tưởng đâu tao hòa thượng ha Phật hả xưa giờ cứ có sửa đâu tưởng đâu thầy Phật không hả thầy là thấy tao tướng đẹp cái hô Phật á lựa người đẹp mà hô Phật không xưa giờ cứ nghĩ thầy là một vị hòa thượng chủ trì chùa Pháp Trung Ương. Ai ngờ đâu giờ thầy nói là mới biết thầy hoàn tục. Và làm mấy lâu mắc Phật tử đến là kêu thầy 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 là thầy nghĩ là kêu thầy như thầy giáo không? Ờ kêu thầy thầy giáo không. Nếu thầy chùa tại sao không quỳ lại thầy? Mà còn vậy nữa nè, nếu mà thầy thầy chùa tại sao tụi con không hung thầy mà bắt thầy hung tụi con không vậy? Con ấy con gian thầy chịu không nói đồ quỷ trên gian không chịu đâu quỷ ăn gian quá không. Mày khôn á, cứ chữ ta không thôi được mày không không tao bắt tao hôn không ăn gian. Nếu tụi bay hôn cái người ta nghi ngờ tụi bay dưới thích, còn tao hôn cái nó ông này chắc ông bóng bóng gì gì ông bd hay ông bóng bóng ông đồng tình. Ủa thầy không, bởi vì tôi lúc nào tụi con cũng nghi cái xấu thầy ăn đầu thầy hôn cái yêu chứ thật sự sao thầy gì sự thật sao thầy sự thật vẫn ra sự thật còn nói gì nữa. Đã đây mình suy nghĩ sao thầy nói ra như vậy rồi còn hỏi gì nữa. Ví dụ thấy thầy tánh tình thấy thầy khích đó thì đã biết rồi còn nói gì nữa, còn cái gì nữa để hỏi, còn gì nữa đâu không mới sao à, thôi đã hết rồi còn cái gì nữa đâu, giống như con hát còn gì đâu để khóc còn gì đâu để cười. Thầy tính dự định sắp tới đi du lịch ở đâu thầy? Chưa đi mà, chưa có ai tổ chức mà. Thầy dự định đi... Giờ thầy thi hết rồi, thế không rồi. Có vướng bận, không có gì hết. Chỉ có giờ trường đại học kinh tế, tháng 8 mới có học lại. Ngày 30 nữa có online, ngày 30 buổi tối không à, online buổi tối. Giờ đa số là tự nhiên sao ngộ mà. Online ban ngày không có mà online tàn là năm gì 18 giờ 21 giờ tới 18 giờ tới 21 giờ không. Hình như ta dành cho những người vừa học vừa làm hoặc những người rảnh tối mới rảnh. Ủa thầy vậy là này thầy nghỉ học luôn rồi à? Thì sau khi hết rồi, thi hết bữa chủ nhật rồi. Hôm nay là thứ mấy thứ ba. Vừa rồi hôm qua kia thì là này là đó đi xuống trường nữa à? Không, xuống chị xuống à, còn một trường hút test của con á. Xuống trời đất cư. Ta hỏi giờ ta nộp hai hồ sơ, một hồ sơ là ngôn ngữ Anh và một cái là công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin rồi chuyển đi Đại học Quốc gia xuống táo quận 9. Tại cái trường Đại học Quốc tế nó chuyển với nó giải tán và lạng quạng 21 lột bản hiệu trường Đại học Quốc tế luôn. Thành cái đại học ở trên để Đại học Quốc gia dưới cũng để công nghệ thông tin Quốc tế gì đó. Ủa, nhưng mà xuống Đại học Quốc tế với quận 9 học xa lắm á. Thì do không biết văn phòng nào du viên. Ta nói ta đang học đây, ta đóng tiền đây. Mà nói chắc chắn là nghệ thông tin thầy không có học ở đây. Xuống Đại học Quốc gia quận 9. Ủa ta nói sao ta đăng ký đây, ta muốn học trên trường này chỉ tao tới dưới kia là sao. Xuống Đại học Quốc gia dưới Thủ Đức á. Thì do văn phòng thôi. Mình đóng tiền mình học muốn học trường đó. Còn nếu học trường kia ta xuống dưới ta nộp rồi. Với thầy thầy học trong quận nhất, quận 2, quận 3 với nó gần thành phố làm chi không. Thầy đi xe buýt dễ, đi xe ráp dễ và thầy đi xe Honda không có tốn thời gian. Còn tới quận 9 nó xa hơn mười mấy cây nữa đó. Thì ngôn ngữ Anh á thì nó hô là cũng không có học trường đó, nó sẽ chuyển một cái trường nào nữa đó. Ngôn ngữ Anh thầy tại vì thầy nói giờ thầy có bằng đại học sư phạm rồi nhưng mà thầy nghỉ lâu rồi nó không nhớ nên muốn ôn lại cái tiếng Anh. Thì thầy muốn học vì thầy nói giờ chỉ có bằng đại học mới tồn tại mãi mãi đời đời. Còn con học A vi tính, B vi tính, A Anh văn, B vi Anh văn gì đó thì chỉ có 2-3 năm rồi hết hiệu lực. Nó chỉ có khi mình lấy bằng, mình cần học cái lấy bằng liền cái ra lấy cái bằng đại học là bằng gì đó ta yêu cầu của bằng thạc sĩ tiến sĩ á
để mình nộp cho người ta đủ cái hồ sơ đầu vào phải đủ nhu cầu. Rồi giờ ngộ lắm nè, thầy có ngôn ngữ Anh rồi, cái có bằng đại học ngôn ngữ Anh, đại sư phạm sư phạm rồi, kén hư và bỏ môn tiếng Anh. Rồi cái giờ thầy nó hỏi có cái đại học tốt nghiệp công nghệ thông tin trường nào không? Có. Thế nó bỏ hư giờ khai khế những cái môn miễn giảm mà khi mình yêu cầu. Ví dụ 125 môn, giờ thầy trong đó là hết 60 mấy 80 môn rồi, thì thầy còn có mấy chục môn nữa thì có thể bổ sung thêm mấy chục môn nữa là được lấy cái bằng đại học hốt té tiếp. Mà chi học đủ trường nào đào tạo cho đủ đi, trừ giảm chi dọn học sinh nó ra trường sớm sập. Hỏi giờ tự nhiên cái người ta học đại học đó rồi, cái người qua cái trường này thôi nói vậy đổi bằng đi, thầy nói giờ đóng phí nhiều để chuyển thành cái ngành này, lấy bằng điểm phải nhập vô bằng điểm đổi cái bằng cái ngành khác. Vậy chi mà khai khế môn chỉ mất thời gian quá, phải không? Mà thầy mục đích học là để công nghệ thông tin, để thầy giỏi cái vi tính đó thôi. Mà thích học học nhiều dữ thầy, học vài trường thôi chứ học gì hết luôn tất cả các trường đại học dữ thầy. Đại học rồi giờ thầy kiến thức thầy có nhớ hết không? Thì học gì hồi đó đang học thì nhớ, còn khi mình học xong rồi quên sao nhớ được. Yeah. Giống như con giờ con khảo một cái môn lịch sử nào đó, con chỉ thuộc mà lúc con lên lớp 2-3 ngày sau con đã quên hết. Con mà học bài mới con sẽ quên hết những bài cũ. Còn cái bài nào mà ấn tượng dữ lắm con mới nhớ được 1-2 chi tiết. Giờ con đi quay phim nè, bữa nay cái clip đó cái nói gì, tháng sau thầy hỏi con đúng ngày đó giờ đó con nhớ cái con đang quay cái gì con nhớ không? Rồi con hỏi con học lớp 3 mà giờ thầy nói con lên lớp 8 con cho cái bài lớp 3 con làm được không? Được. Nói được. Tao nói anh Văn á uy tín luôn. Còn cái mấy cái môn toán thì không nói, cộng trừ nhân chia thì biết làm được, ok học lớp đớm rồi biết, nhưng mà có nhiều cái mày dốt hồi đó mày biết giờ mày cũng chút nữa là sao mày nhớ. Còn công thức hồi học có 3 là công thức khác, mà giờ học lớp 9, lớp 10 là không có áp dụng công thức đó sao nhớ, hiểu không? Giờ con đọc gì cho thầy cái bản kiến thức question cộng gì nhân gì ra thành ra cos ra sin. Mẹ lúc giờ mày học rồi. Thầy question là cái gì đó thầy? Thì cái bài toán công thức. Question giờ mày bấm là cos 1 cộng cos trừ sin ra bằng cái gì? Rồi sin trừ cos rồi cos trừ sin ra cái gì? Nhân trừ cộng chi kia thôi chứ tao không nói gì cao siêu cos chứ sin hồi lớp lớp. Cos. Cos. Cos là cos mà sin nghĩa là sin tiền hả? Nó thấy bở vậy đó, mày học hết giờ thôi mày đại học. Bây giờ lớp nhỏ mày còn không nhớ. Vậy mày kêu tao ông nói ông hồi học cấp 2 cấp 3 ông nói tôi những công thức với cos sin. Rồi giống như là hóa đi. Nói giờ mày cho một chuỗi biến hóa. Oxy cộng với H2O nước bằng ra thành gì? C gì H gì mà ra đó công thức lại gì? Oxy cộng với nước rồi thầy. Ừ. Giống như là bơm oxy vô hồ cá đó. Đúng không? Ừ, giờ mày giải tao cái này là vừa đại học, vừa cấp lớp 9, lớp 10, lớp 12 cho đến đại học luôn vẫn còn áp dụng, mà khi đại học luôn mà ra trường đại học cũng vẫn sử dụng. Thì giờ thầy nói oxy CO2 cộng với H2O bằng cái gì? CO2 là cái gì thầy? CO2 đó là oxy á. CO2 là chữ C, chữ C O. C là carbonic. À. O là cái gì? CO2 là cái gì? O là ô tô ha. Thì chính là cái công thức mà học chuỗi biến hóa, học môn hóa. Thầy giờ thầy nói cái ngành nào toán lý hóa ai giỏi là thầy nói bất cứ một hồng học ngành nào cũng có nó hết. Và cho áp dụng trong đời sống hàng ngày cũng dùng oxy với hóa với nước. Oxy là O2 á. Cộng với H2O là nước. Ừ. Thì tao nói tụi bay học giỏi, tụi bay có bằng hơn tao, ngon hơn tao, giờ tao hỏi là CO2 cộng với nước là H2O bằng ra lại gì chuỗi biến hóa. Còn giờ tao hỏi mày cos sin, sin cos, sin là gì, cos là gì, có cái công thức ra sao, làm bài. Rồi tính hợp phân, rồi tính cái chuỗi kêu bằng toán học,
là mấy cái sim code đó là giống như là thầy đi học tiến sĩ là mới được học rồi thầy. Đúng rồi. Giờ thầy nói mấy cái đó mà không học được thì sao làm được nhiều việc được.